được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Ước mơ của em, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV đồng sản xuất. Quý vị và các em thân mến, trong thời gian vừa qua thì Mai Phương đã nhận được rất là nhiều những lá thư rất là đáng yêu và dễ thương của các bé, và đặc biệt trong đó thì các bé đã bày tỏ những tình cảm, những sự quan tâm đến cho những người thân như ông bà, cha mẹ của mình. Và trong đó thì có một bức thư của người bạn nhỏ tên là Thành Phúc, và người bạn nhỏ này có một sự quan tâm đặc biệt đến ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ Phúc. Và chắc chắn bây giờ thì Mai Phương sẽ làm nhịp cầu nối để liên lạc với hiệp sĩ để có thể giúp đỡ Phúc thực hiện ước mơ của mình. Alo, Thùy Trang nghe đây chị Mai Phương ơi. Xin chào hiệp sĩ. Chắc là lại có nhiệm vụ mới đúng không ạ? Tất nhiên là có nhiệm vụ mới rồi. Bây giờ thì hiệp sĩ hãy lắng nghe bức thư này trước nha. Đây là lá thư của bạn Thành Phúc. Trong thư, Phúc chia sẻ như vậy: có một lần hồi còn nhỏ, con được nghe mẹ kể về ngày cưới của ba mẹ và con nhớ hoài cho đến tận bây giờ. Năm nay cũng sắp đến kỷ niệm ngày cưới của mẹ con rồi, và con muốn tặng một lẵng hoa hồng thật lớn để tạo bất ngờ cho ba mẹ con. Nhưng con là con trai cho nên không thể tự mình làm được. Cô chú hiệp sĩ có thể giúp con với được không? Gấp gấp nha cô chú, con cảm ơn nhiều. Đây cũng là một ước mơ mà khiến hiệp sĩ cũng rất là ngạc nhiên. Nhưng không sao, Thùy Trang sẽ tìm mọi cách để giúp Thành Phúc của chúng ta đạt được ước mơ của mình. Mai Phương cứ tin vào Thùy Trang nhá. Rồi, như vậy thì Mai Phương chúc hiệp sĩ và bé Thành Phúc lên đường thành công nha. Xin chào tạm biệt. Thưa quý vị, như theo địa chỉ của Mai Phương cung cấp thì Thùy Trang đang có mặt tại đường Kinh Dương Vương. Đây là số 70 này, và đây là số nhà 72. Nhân vật mà chúng ta cần tìm ở trong này, chúng ta hãy cùng vào bên trong nhé. Dạ. Chào chị, em là Thùy Trang ạ, em đến từ chương trình Ước mơ của em. Dạ. Cho em hỏi rằng đây có phải là nhà của bạn Thành Phúc không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, chào cô. Phúc à? Dạ, cô. Dạ. Chào em. Dạ. Chị đến từ chương trình Ước mơ của em. Phúc đã xem chương trình này chưa nhỉ? Có rồi. Xem rồi đúng không? Và Phúc có một ước mơ gì để gửi đến chương trình? Phúc nhớ không? Ước mơ là sau này Phúc sẽ làm cái gì? Là bác sĩ. Là bác sĩ đúng không? Thì hôm nay chị em mình sẽ nói với nhau một chút xíu về ước mơ của chúng ta nhé. Làm bác sĩ thì rất là khó đấy. Vì sao lại thích? Em thấy có nhiều người bị bệnh không có tiền chữa bệnh. Tức là em thấy có rất nhiều người bị bệnh không có tiền chữa bệnh, và sau này em sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh miễn phí cho họ. Có lẽ là bây giờ mình sẽ xin phép mẹ một chút xíu để lên nhà để chuẩn bị đi tiếp cận cái ước mơ của mình. Phúc ơi, có lẽ là mình sẽ xin phép mẹ để đi một chút xíu nhỉ? Vâng, mẹ cho em đi tí. Con đi cẩn thận nhé, nón mũ của con đâu? Con để trong cặp hôm này rồi, không rồi có áo rồi. Đi thôi. Em muốn dành sự bất ngờ cho ba và mẹ nhân dịp gì? Nhân dịp lễ cưới. Lễ cưới. Đây là những cái mẫu hoa mà em nghĩ là em sẽ làm hả? Dạ. Thế em có biết là cái chỗ nào mà có thể giúp mình làm một cái món quà như thế này không? Đâu gần đây thì cũng không biết gần đây có hoa không. Chào chú, có ai đang hỏi nơi mà bán hoa kiển đâu ạ? Ở kia hả? Em có hỏi được chỗ nào rồi? Em hỏi rồi ạ. Em hỏi ai? Em hỏi chú ở kia. Chú chỉ cho em ở đâu? Cái chú đó, đi ra cái đường này qua cái nhà hàng tiệm thôi, xong rồi đi bộ tới. Ở đâu đâu? Ở đây nè chị. Tới đây nè chị. Cùng cháu một cái tương tự như cái này để tặng bố mẹ cho vào dịp lễ cưới. Em đến chỗ Sài Gòn Hoa đó. Là ở đâu ạ? Ở Thủ Đức ạ. Xa thế. Ủa bây giờ chạy lên Thủ Đức chưa? Thế bây giờ em muốn xa, có muốn thực hiện ước mơ của mình không? Cô cho cháu hỏi, cô biết là chỗ đào hoa kiển ở Thủ Đức không cô? Có một chỗ ở trên đây là ở gần cái cầu Gò Dưa á. Cầu gì ạ? Gò Dưa. Gò Dưa. Cái hoa kiển Nam Đông á. Người ta nói là đi ra đây có cái đàn hoa kiển gì á, Đông Đông á. Chú nhớ không chú? Chú
với chú, ở đây có làm hoa kiểm không chú? Rồi dạ. Dạ. Chị làm bây giờ chú chỉ cho con vô trong văn phòng cô, con liên hệ để cô thiết kế trong đó được cổ tư vấn cho con. Chú ơi, cho con gặp cô Linh được không ạ? Cô cho làm cái tự làm cái hoa kiểng như này được không cô? Cái này cô chỉ bán thôi chứ cô không có làm. Cô tự làm nữa rồi. Cô tự làm ở đây á hả? Dạ. Cô không có đầy đủ vật liệu rồi. Con sắp xếp bữa nào qua được không? Dạ, con tặng ba mẹ dịp gì vậy? Dịp lễ cưới rồi. Kỷ niệm dịp cưới hả? Dạ. À, rồi. Vậy bây giờ con có biết trồng cây không? Dạ biết. Đây là cô Linh phải không? Dạ, dạ. Bây giờ mình sẽ làm ở đâu? Làm ở đây. Giờ có hai khu thì mình đi vô đây xem cây trước. À, thế bao giờ đã bao giờ mà bố mẹ kể cho em nghe là ngày xưa ba mẹ yêu nhau như thế nào, rồi có những kỷ niệm gì, rồi ra sao không? Dạ, cũng có, là hồi xưa bố mẹ học chung trường, từ đó yêu nhau, nó bắt đầu lớn lên cũng như là bố mẹ kể hết chuyện dài lắm mà. Em thấy em muốn làm cho ba mẹ kỷ niệm này và chúc. Có một số loại cây nhỏ phía bên trong đây. À, hay là em lấy cái loại này đúng không chị? Được. Cái loại này nè. Ừ. Hay là bây giờ em lựa cây hoa nha, lựa cây có mọc hoa. Ừ. Chị em có thể lấy cái này vài bông được không chị? Vài bông hả? Dạ. Ừ. Rồi, bây giờ mình gom. Ủa, lựa được cái chậu này rẻ to nè. Chậu này hả? À, chậu này hả? Ừ, chậu này cũng đẹp nè. Dạ, xem còn thiếu cái gì không? Dạ không, em chỉ còn mấy cây là đủ rồi dạ. Chỉ có mấy hàng rào là không có. Hàng rào thì không có. Lấy sỏi được không? Sỏi? Ừ. Cho lấy cái màu để làm cái khuôn như này. Này. À, cũng được. Này là đất cho cháu nha. Đất dạ. Mùng nè, mình trộn với xay dừa. Rồi mình cho với cháu. Trộn thôi cho nó tơi, như vậy là mình trồng cây mới tốt. Thấy vừa chưa? Dạ. Thấy có giống vậy chưa? Chút nữa nó có đôm như cao vậy không? Dạ thôi, đưa đủ rồi. Lại đây. Cái này ha, đúc là cầm chỉ nha. Đó, mình bóp rồi cho đất nó tơi, rồi mình cầm mình bứt lên. Cầm bứt lên một cây dữ. Rồi, hả? Hay quá. Đến cái này. Rồi. Cái này cũng làm như thế. Màu sắc quá. Mình phải nâng cho mấy cái này nó cao lên chút xíu. Rồi mình phải bỏ đất vô. Cái này là em thấy hài lòng chưa? Dạ thấy hài lòng rồi ạ. Thôi vậy ha. Hài lòng rồi thôi mình đi mang về đi ha. Không, còn nữa. Còn. Em lấy một từ. Không, em định làm cái gì? Từ từ đi. Vậy ha, vậy giờ cô Linh nói cho Phúc nghe cái này nè. Biết hoa này tên gì không? Không. Hoa sống đời á. Hạnh phúc suốt đời luôn. Về nói với ba mẹ rất là giàu ý nghĩa luôn. Ú, nặng quá. Nhiêu ký? Dạ không biết. Cảm ơn chị Linh đã chúc em là hoa à. Thôi chị chúc bé là cầm về đem lại hạnh phúc cho cha mẹ. Cảm ơn chị cũng đã giúp em đúng không? Chị không có giúp em, chị chỉ cổ vũ động viên cho em thôi. Rồi đứng lên đi. Nhấc chân lên. Đừng nghiêng lại. Alo. Dạ, à chị ơi, em là Thùy Trang, em hồi sáng em có đến nhà mình để thực hiện chương trình ước mơ của em ấy ạ? Dạ, vì bây giờ thì bọn em đã hoàn thành xong chương trình rồi và em Phúc đã hoàn thành xong ước mơ của mình rồi. Nhưng mà em đưa bé về nhà lại không có ai ở nhà hết chị ạ? Khoảng mấy giờ thì chị về đến nhà ạ? Nhưng mà em về khoảng 1 tiếng ạ. 1 tiếng hả? Và bây giờ như thế này, chị có một kế hoạch như thế này nhưng mà Phúc phải công tác. Được không? Quyết tâm. Yeah. Mơ cho đẹp tuổi thơ này, bạn và em giấc mơ cùng bay. Bao gian lao ngay từ khi bắt đầu. Ngồi im, ngồi im chưa? À,
như đã hẹn lúc sáng thì em có xin phép với đứa bé đi, thì bây giờ em xin phép đứa bé về để bàn giao lại cho chị. Mà chờ lâu quá thì hai chị em ngồi chơi. Em thấy là lúc nãy có một hộp quà chuyển đến cho nhà chị. Dạ vâng, hôm nay con có món quà cho mâm. Ủa gì hả? Trời ơi, con đẹp 13 năm. Ông lễ cưới. Ây da. Hôm nay hoa hoa dạ. Cũng đẹp. Tặng cho mâm nha. Cảm ơn con. Đó, con nói con tự làm. Chúc ba mẹ sống lâu. Chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi vẫn hạnh phúc. Đúng, đúng rồi. Cảm ơn con. Chắc đây là mặt tuổi thơ. Để ngày mai tươi sáng cho đời. Wow, cuối cùng thì Thành Phúc và Hiệp Sĩ đã làm Mai Phương rất là bất ngờ bởi vì bó hoa rất là đẹp. Và đây chắc chắn là sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho những người thân yêu. Đó chính là ba và mẹ của Phúc. Nhưng một ngày ý nghĩa đó là kỷ niệm ngày cưới đúng không nào? Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chắp cây ngước mắt tuổi thơ. Rồi em thì là cũng rất là xúc động là tự nhiên cháu lại tặng mình hoa sống đời, vì em cũng rất là thích hoa sống đời và chúc mừng hoa sống đời là cái gì Em nghĩ là khi cái chương trình này phát sóng lên thì chị sẽ thấy được là lần đầu tiên con trai chị phải phấn tay áo lên với bộ mặt lem luốc và tập để trồng cây, để sau đó đi tự tay cha cậu đi lựa những cái bông hoa mà đẹp nhất và có ý nghĩa nhất, để sau đó tự trang trí thành một cái chậu hoa như thế này, vì cậu nói là mẹ em rất thích hoa.